2K7 xuất phát sớm là một lợi thế. Theo thống kê của lớp văn thể Nhật, thì học sinh ở những khóa trên, anh chị thường được điểm 9 và trên 9 cộng môn văn tự đạo. Hầu hết là những học sinh xuất phát sớm để đạt được điểm cao. Hơn nữa, 2K7 lại là khóa học đầu tiên mà các em học văn theo chương trình mới, với rất nhiều những bộ sách, với rất nhiều những bộ đề, với rất nhiều những cách hỏi khác nhau. Bởi vậy, việc xuất phát sớm là vô cùng cần thiết. Hiểu được mong muốn và nguyện vọng của các bạn, thầy Nhật chính thức khai giảng khóa học online dành cho các bạn học sinh 2K7 trên khắp cả nước với mục tiêu 9 cộng môn ngữ văn thi đại học lớp 12. Về lộ trình của khóa học, chúng ta sẽ có 3 khóa học trong một. Khóa thứ nhất đó là khóa live chuyên đề. Thầy sẽ livestream giảng bài cho các bạn tất cả những vấn đề liên quan đến thi đại học môn ngữ văn, từ đọc hiểu đến nghị luận xã hội, đến lý luận văn học và nghị luận văn học, làm sao để giúp cho các bạn nắm chắc được toàn bộ kiến thức về lý thuyết. Thứ hai đó là khóa live luyện đề. Chúng ta sẽ được làm bài chấm chữa 1-1 để rút kinh nghiệm và khắc phục những lỗi sai trong quá trình mình sẽ đi thi. Và cuối cùng đó là khóa live tổng ôn. Trong khóa live này, thầy sẽ ra soát lại một lần nữa kiến thức để các bạn yên tâm đi thi môn ngữ văn. Về quyền lợi của các bạn học sinh 2K7 khi đăng ký lớp văn thể Nhật, các bạn sẽ có đến tận 6 cuốn sách được tặng và gửi về tận nhà khi đăng ký học thầy. Cuốn thứ nhất các bạn được tặng đó là cuốn 150 đề đọc hiểu kèm đáp án chi tiết. Bởi vì từ năm 2025 thì đề đọc hiểu của học sinh 2K7 đi thi môn ngữ văn sẽ tăng lên 4 điểm. Cuốn thứ hai các bạn được tặng đó là cuốn 300 bài văn nghị luận xã hội các chủ đề, dày 500 trang. Và cuốn sách này sẽ giúp các em viết bài nghị luận xã hội trở nên tốt hơn. Bởi vì kể từ năm 2025 thì nghị luận xã hội chiếm đến 4 điểm trong đề thi đại học. Cuốn thứ ba các em được tặng đó là cuốn sơ đồ tư duy in màu ngữ văn lớp 12 chương trình mới. Cuốn thứ tư các em được tặng đó là cuốn lý luận văn học. Cuốn thứ năm các em được tặng đó là cuốn 50 đề thi minh họa phát triển từ đề thi minh họa năm 2025 chương trình mới của học sinh 2K7. Và cuốn thứ sáu mà các bạn sẽ được tặng đó là bộ công cụ công phá tất cả các đặc trưng thể loại các tác phẩm văn học ngữ văn lớp 12. Thầy tin rằng với 6 cuốn sách này sẽ giúp cho các em ôn tập thật tốt bộ môn ngữ văn và chúng ta không phải sợ cái việc thi trong sách hay thi ngoài sách, rồi là học tác phẩm trong sách hay học tác phẩm ngoài sách, rồi không phải lăn tăn về vấn đề là chúng ta sẽ học chân trời hay là kết nối hay là cánh diều, mà thầy sẽ giảng cả ba. Thầy là người trực tiếp giảng dạy và thầy sẵn sàng được đồng hành cùng với các em. Nếu như khóa 2005, anh chị khóa trên của chúng ta đã có 500 điểm 9 cộng môn văn thi đại học khi là học sinh của thầy, thì đối với khóa 2007, thầy tin rằng chúng ta sẽ phá kỷ lục của anh chị khóa trên. Học phí hiện tại đang được ưu đãi 50% từ 3.600k, chỉ còn lại là 1.800k khi các em về với đội của thầy Nhật. Đó là ưu đãi học từ bây giờ cho đến lúc các em đi thi đại học. Vì vậy, nếu các em học văn còn cảm thấy chưa tự tin, thì hãy về với đội của thầy Nhật. Thầy Nhật sẵn sàng được trở thành một phần thanh xuân của các em. Cách thức đăng ký học, các em có thể nhắn tin cho page Lớp Văn Thầy Nhật 1,3 triệu follow. Thầy Nhật sẵn sàng được đồng hành cùng với các em và chinh phục điểm 9 cộng một ngữ văn thi đại học. Lớp 12 đăng ký học văn cùng Thầy Nhật hoặc đặt sách, em nhắn tin cho fanpage Lớp Văn Thầy Nhật. Thầy Nhật sẵn sàng được trở thành một phần thanh xuân của em.